Ở cùng khu trọ nên khi thấy bạn sơ hở, một nam thanh niên đã nổi lòng tham lấy đi một chiếc laptop và toàn bộ số tiền hơn 10 triệu đồng để ở giường ngủ. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà đã nhanh chóng làm rõ và tìm ra thủ phạm của vụ trộm cắp trên. Đối tượng tên Lê Tấn Mừng, 22 tuổi, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ra Đà Nẵng để kiếm việc làm. Từ cuối tháng 12, Mừng trọ cùng dãy với anh Đỗ Rức Lương. Nhận được tin anh Lương trình báo, Công an phường đã cử cán bộ thu thập lời khai và tiến hành truy tìm. Đến chiều ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì phát hiện Mừng chính là thủ phạm trộm cắp một máy tính hiệu Dell trị giá 15 triệu đồng và 13 triệu đồng tiền mặt anh Lương để trên giường. Tại cơ quan công an, Mừng khai nhận vì anh Lương sơ hở nên để thực hiện trộm cắp tài sản đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Mừng có tiền án về tội trộm cắp tài sản cho hưởng án treo, nay lại tiếp tục tái phạm.